Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Loa Kéo Giá Rẻ của bên em. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn luôn theo dõi kênh cũng như ủng hộ những dòng sản phẩm giá rẻ của bên em. Và hiện tại em video hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một số dòng sản phẩm công suất cực kỳ lớn cho mọi người nhé. Những dòng sản phẩm này thì hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt, giá thì cực kỳ là rẻ đúng mọi người nhé. Và những cái hàng này thì được đến từ thương hiệu nhập khẩu Alogio, nên mọi người khi sở hữu những cái dòng loa này thì mọi người yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái độ bền của nó. Đó. Những cái dòng này thì nhà máy Alogio người ta sản xuất và người ta phân phối trực tiếp cho kho bên em. Vì bên em là một cái kho phân phối, chuyên phân phối âm thanh, chuyên phân phối những cái linh kiện phụ kiện loa kéo. Nên quý vị khi mua hàng của bên em thì mọi người sẽ được một cái mức giá là giá tại kho, sẽ không qua bất kỳ một chi phí trung gian nào, không qua bất kỳ một cái mối, một cái lái nào quý vị nhé. Và hiện tại em đang review cho tất cả mọi người ở tại một kho Bình Dương có địa chỉ là An Phú, Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra bên em còn hai cơ sở nữa, có địa chỉ là Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa, và một cơ sở thứ ba là có địa chỉ là Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và mọi người cùng xem hết video của em. Phần đầu em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái cấu hình của những con loa, và phần tiếp theo em sẽ là báo giá chi tiết cụ thể cho mọi người, và phần cuối video thì em sẽ test cho mọi người một đoạn nhạc để mọi người cùng thưởng thức được cái chất âm của con loa em đang giới thiệu mọi người nhé. Ở đấy thì em sẽ có dòng này, dòng bắt đôi 50 này, với một cái thiết kế là loa cột mọi người nhé. Nó sẽ trang bị cho mình là hai cái loa full ở bỏ bên trên đầu con loa này thì cho ra một chất âm nó xa hơn, nó hầm hố hơn. Và có ở đây có những cái dòng bắt đôi này, bắt đôi 50 này, đây là dòng bắt đôi 50 kiểu dáng nắp gập này. Ngoài ra thì em còn có những cái mẫu loa giá rẻ cũng có này, đó, và những cái mẫu loa mà loa điện chuyên nghiệp mọi người nhé, những dòng loa nhạc sống này, chuyên về nhạc sống đó. Thì ở đây em sẽ giới thiệu cho mọi người đầu tiên là mã sản phẩm Alogio AL251 nhé, AL251. Về con này thì tất cả đồ của nó thì được nhập khẩu 100% ở hàng chính hãng mọi người nhé. Về phần thiết kế thì con này nó cho ra một cái thiết kế phía dưới là một cái tủ loa để sử dụng hai bát 50, hai quả bát 50. Còn phần phía trên thì nó được trang bị cho mình là hai cái loa full, có đi là hai loa trung và hai loa chép cho mọi người nhé. Đó, hai bên là thành bốn loa trung và hai loa chép. Về phần thùng loa thì nó được thiết kế cho mình một thùng gỗ sơn sần này, cực kỳ là chắc chắn. Thùng này là thùng nhập khẩu mọi người nhé, yên tâm về cái độ bền của nó cũng như chất âm của nó đánh ra. Còn bên trên này thì nó trang bị cho mình là hai loa full, thì có một cái kiểu thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn. Và phía sau con loa thì nó được trang bị cho mình là hai cái hộc, hai cái hộc để mình cất con loa này. Thì khi mình không sử dụng thì mình rút cái dây này ra và mình bỏ hai cái con loa này xuống ở phía dưới cái hộc này. Đó, mình di chuyển cực kỳ là nhỏ gọn. Và nó sẽ trang bị cho mình là bốn bánh xe nhá. Nhưng mà hàng này là hàng mới cu thùng ra, để em đang test để em chuẩn bị đi giao cho khách, nên là cái bánh xe thì em không có gắn vào. Tại vì gắn vào là mình trong quá trình đóng gói nó rất là khó đóng gói, cho nên bên em sẽ tháo ra nguyên bản của nó để bên em bỏ vào thùng. Và đây là cái thùng loa của nó, thì bên em bỏ vào và khi bên em đóng gói để giao cho khách hàng thì bên em sẽ ship về tận nhà cho khách hàng luôn. Thì khi quý vị mua hàng của bên em thì cực kỳ yên tâm, không cần cọc trước mọi người nhé. Bên em có hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà cho quý vị luôn, kiểm tra hàng ok mới trả tiền đó, cực kỳ là yên tâm. Về phần cấu hình con loa này thì con loa này là một con loa kéo bình chuyên nghiệp, thì phía trong con loa nó được trang bị cho mình là một bình ắc quy cực kỳ là lớn mọi người nhé, cho ra cái thời gian sử dụng từ 4 đến 6 tiếng do cái âm lượng của mình xài đó. Phía trong con loa thì nó được trang bị cho mình là hai quả bát 40, hai quả bát 50, hai quả bát 50 phía dưới phần dưới của con loa này nó được trang bị là hai quả bát 50 đó. Phần trong con loa thì nó được trang bị cho mình là hai cái bộ phận tần chuyên nghiệp để nó chuẩn bị ra phía dưới là nó sẽ chuyên đánh về tiếng xúc mọi người nhé, chuyên đánh về thiên về tiếng xúc, và phần trên thì nó được thiên về cái tiếng trung và tiếng chép cho mọi người luôn. Đó, âm thanh cực kỳ là hay, cực kỳ là chân thật cho mọi người luôn. Đó, phần trên thì nó được trang bị cho mình là hai cái loa, hai loa con, hai loa nhỏ, thì mỗi bên nó sẽ trang bị cho mình là hai loa trung, một loa chép, bên này hai loa trung, một loa chép, và nó sẽ đánh stereo cho mọi người luôn nhá. Đó, con này nó được đánh hai kênh stereo cho mọi người. Ở đây thì nó được trang bị cho mình một cái dây cân đông để mình kết nối âm thanh từ phía phần xúc bên dưới lên phần trên bên trên. Đó, hai bên hai cái. Rồi, thì ngoài ra thì về cái công suất của con loa này thì nó phục vụ được tất cả các nhu cầu của khách hàng sử dụng nhé. Mình có thể sử dụng những cái không gian mở ngoài trời này, cũng như là sử dụng về mình cho thuê này, hoặc là mình có thể là chơi đám tiệc này. Con này nó phục vụ khoảng tầm 15 đến 20 bàn thì nó phục vụ tốt cho mọi người. Khi mọi người sử dụng con loa này thì mọi người yên tâm về cái công suất của nó đánh ra nhé. Phần dưới thì nó sẽ cho ra một cái tiếng âm trầm nó cực kỳ là hay, phần trên nó cho ra những cái tiếng trung, những cái chép nó cực kỳ là hòa quyện với nhau. Đó, nó cực kỳ là chuyên nghiệp, nó giống như một dàn nhạc sống thông thường cho mọi người nhé. Dòng này thì nó có thể thay thế được tất cả những cái dòng nhạc sống rửa bạc, cũng như là những cái dàn karaoke trong gia đình. Đó, mọi người mua về có thể là cho thuê, cũng có thể là kinh doanh, cũng có thể là mình sử dụng những cái không gian mà rộng lớn mọi người nhé. Đó, thì với con loa này thì bên em sẽ là bao ship về tận nhà cho quý vị luôn. Đó, mọi người nhận hàng, mọi người kiểm tra hàng, hát thử ok mọi người mới thanh toán. Rồi sáng dòng tiếp theo thì em giới thiệu cho mọi người dòng bát 50. Bát 50 dòng này là dòng
nó được đến từ thương hiệu Alogio luôn nhé, nhà máy sản xuất là Alogio, và những sản phẩm bên em bán ra thì đều bảo hành 12 tháng. Thì ở đây bên em sẽ có hướng dẫn cho quý vị về cái vấn đề về bảo hành. Thì hiện tại những dòng sản phẩm bên em bán ra thì bảo hành 12 tháng và có mã QR để mình quét bảo hành. Thì khi quý vị nhận loa thì quý vị có thể là quét bảo hành này, mình kích hoạt bảo hành lên thì hệ thống bên em sẽ là ghi nhận được cái thông tin của mọi người, và bên em hệ thống bên em bắt đầu là kích hoạt bảo hành lên cho mọi người. Khi có vấn đề thì mọi người cứ alo trực tiếp theo số hotline của bên em cũng như là công ty bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ gửi bảo hành về đổi mới tại nhà cho quý vị, cực kỳ yên tâm, có người hướng dẫn thay thế tại nhà cho quý vị luôn. Đó. Sang dòng tiếp theo thì em giới thiệu cho mọi người là dòng này là dòng bắt đôi 50. Thì con loa này nó có một cái thiết kế nó là kiểu dáng gập mọi người nhá. Cái phần này là phần gập lên gập xuống được này. Đó. Phần này mình có thể gập lên gập xuống được, gập ra phía sau. Về cấu hình con loa này thì nó được trang bị cho mình là hai quả bắt 50 này, bốn loa chép và hai loa trung. Về phần động mạch thì nó được đi cho mình một động mạch công suất cực kỳ là lớn cho mọi người nhá. Động mạch công suất cực kỳ là lớn. Thì con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đó, và giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Đó, mic thì cả hai con này nó đều trang bị cho mình một cặp micro kim loại mọi người nhá. Đó, micro kim loại đó. Micro này thì micro UHF, mình có thể xét được tần số này. Đó, xét được các tần số cho ra một chất âm này cực kỳ là chuyên nghiệp này. Rồi sóng thì bắt cực kỳ là xa, hát cực kỳ là nhẹ, chống hú cực kỳ là tốt mọi người nhá. Bằng mạch thì nó được sử dụng cho mình một bằng mạch đời mới. Đó, DSB 300. Bằng mạch này là bằng mạch lớn nhất của dòng loa kéo rồi, nó chuyên đánh cho bát 50 đôi. Công suất của nó đánh ra cực kỳ là căng, cực kỳ là uy lực cho mọi người nhá. Đó, đầy đủ các chức năng cho mọi người luôn. 10 nút chỉnh cho mọi người nhá. 10 nút chỉnh này. Đó, có bát chép của nhạc riêng này, volume của nhạc riêng này, bát chép của mic riêng này. Và có ba cái nút để mình căn chỉnh được cái hiệu ứng tiếng vang của mic nhé, echo, delay và reverb này. Đó, bằng ngoài thế hệ mới có reverb cho mọi người này, chip trợ lý âm thanh, chip đời mới DSB nhé. DSB cho ra một cái thế hệ âm thanh mới nhất, đó, hay nhất cho mọi người luôn. Đó, rồi về phần bằng mạch thì có đầy đủ các cổng kết nối cho mọi người, có đầy đủ các chức năng, các chế độ cho mọi người nhé. Kết nối được với tất cả các thiết bị điện tử, khi mọi người mua về thì mọi người yên tâm về những cái công dụng của con loa này. Đó, nó phục vụ cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Đó. Rồi, và bây giờ em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người về cái giá cả của con loa này. Thì hiện tại con loa này thì bên em đang tiến khách hàng và giảm giá 1 triệu cho mọi người nhé. Giảm giá 1 triệu thì mẫu này bên em còn bán với giá là 13 triệu. Trước đây bên em đang bán với giá là 14 triệu, nhưng hiện tại trong video này em sẽ giảm giá 1 triệu cho mọi người. Giá chỉ còn là 13 triệu mọi người nhé. Và sẽ được hỗ trợ free ship về tại nhà cho quý vị luôn, miễn phí giao hàng về tại nhà. Và đặc biệt mọi người không cần cọc trước nhé. Mua loa bên em thì không cần cọc trước, tại vì bên em là một cái kho lớn cho nên là cái sự uy tín bên em đặt lên hàng đầu cho mọi người nhé. Mua loa không cần cọc trước, bên em cứ giao hàng về tại nhà quý vị, test hàng ok. Ok ưng ý quý vị mới trả tiền. Đó. Còn dòng loa này thì cấu hình của nó là hai bát 50, bốn loa chép và hai loa trung, bằng mạch DSB 200, bằng mạch DSB 300 thế hệ mới. Đó. Con loa này thì nó cho ra công suất thì nó cũng là gần tương đương với cái con loa 13 triệu này. Con loa này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 10 triệu 700 mọi người nhé. Đang bán với giá 10 triệu 700. Đó. Về phần kiểu thiết kế thì con loa này nó cho ra một cái thiết kế nó nhỏ gọn hơn, cho nên là những cái lực của nó sẽ không có đánh ra bằng cái lực này. Đó. Còn về cái đồ linh kiện phụ kiện thì nó đều được nhập khẩu mọi người nhé. Hàng là hàng nhập khẩu cho nên mọi người không có phải lo về vấn đề về cái chất lượng âm thanh cũng như là những cái linh kiện phụ kiện của nó cực kỳ là tốt cho mọi người luôn. Đó. Rồi. Và sau đây em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn nhạc trên chất âm của con loa 13 triệu. Con loa này là có mã sản phẩm là Alogio AL251 mọi người nhé, 251. Còn con loa này là loa bát đôi 50 kiểu dáng loa gập, có mã sản phẩm là Alogio AL254 mọi người nhé, 254. Đó, con loa này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 10 triệu 700. Đó, có một thiết kế nhỏ gọn hơn. Đó, và công suất của con loa này thì nó không có bằng được cái con loa 13 triệu. Con loa 13 triệu này thì hiện tại bên em đang giảm giá cho mọi người bán. Và cái công suất của nó thì nó đánh ra cực kỳ là căng. Mọi người nhìn cái thiết kế của nó cực kỳ là hầm hố. Đó, nó chơi ra một cái thùng bên dưới thì cực kỳ là to, cực kỳ là nặng cho mọi người luôn. Nó đánh ngang tầm loa súp mọi người nhá. Khi mọi người mua con loa này thì mọi người cực kỳ là yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái chất âm của con loa này, cũng như cái công suất nó phục vụ cho mọi người cực kỳ là tốt. Và em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn nhạc trên chất âm của con loa 13 triệu này. Lòng thơm mong